Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái ý tưởng, một cái từ khóa, đó là chúng ta để lại di sản. Tất nhiên đây là di sản về tinh thần. Nếu ai mà để lại được di sản vật chất thì tốt, nhưng mà di sản vật chất thì nó không có tồn tại lâu được. Tuy nhiên bạn để lại thì nó vẫn cứ tốt hơn. Vậy thì mình kể bạn cái câu chuyện này. Thì cách đây vài tháng thì có một người bạn của mình ở bên Malaysia qua, bạn qua ngày thứ bảy và bạn nhắn tin cho mình. Bạn nói là Mr. You, mình đang ở Việt Nam đây, tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, muốn gặp bạn. Wow, mình nghe một cái tin rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là hôm đó mình bận đứng lớp thứ bảy chủ nhật, mình đứng lớp cả 2 ngày từ sáng cho tới tối, nên mình mới nói với bạn rằng là nếu mà mình đang bận đứng lớp và nếu mà bạn được á thì đến lớp của mình chơi luôn, còn không thì sáng thứ hai gặp. Thì bạn mới bạn cũng ngại, nên là bạn nói là bạn ở tới 3 ngày lận, nên là sáng thứ hai bạn còn, là mình hẹn 8 giờ sáng thứ hai và gặp tại cái khách sạn bạn ở trên quận 1 á. Thì khi tới thì tay bắt mặt mừng, bạn là người gốc Malaysia mà tay bắt mặt mừng, vui lắm. Thì ở đâu mình có người bạn này, cách đây 5 6 năm trước á, thì mình có một chuyến qua Malaysia, và trong một cái chương trình á, trong một cái hội thảo, thì tình cờ là ngồi gần bạn này và gặp, và từ đó là thấy là cái tình bạn nó thân luôn. Bạn cũng cứ giúp đỡ cho mình, hồi đó giúp đỡ cho mình mua vé xe để đi về lại xin, giúp đỡ cho mình mua một số cái món hàng và hướng dẫn cho mình cái cách ở Malaysia. Thực sự là cái tình bạn chỉ gặp chốc lát trong vòng mấy ngày ở trong một cái chương trình chung thôi, rồi đi về ai ở nhà đó, ai ở quốc gia đó. Tuy nhiên lúc đó thì chỉ lấy và kết nối Facebook với nhau thôi. Lâu lâu thì thấy bạn chia sẻ gì đó mình cũng lên bằng like, bạn thấy mình chia sẻ gì cũng like. Tuy nhiên trong thâm sâu thẳm trong tim á, tất cả đều dành cái tình cảm quý cho nhau. Bản thân mình thì mình cảm ơn bạn nhiều hơn, và cũng nói rằng là một ngày nào đó bạn đến Việt Nam thì nhớ báo cho mình biết nhé. Thì rất là vui là bạn lại đến đất nước Việt Nam. Tuy nhiên khi gặp bạn á và trao đổi cùng ăn sáng chung với bạn á, thì thật sự á, trong tâm trí mình nó hiện lên những cái kỷ niệm xưa, nó dồn về và nó làm cho mình rất là cảm xúc. Và mới cảm nhận trong trong cái người bạn của mình á, cái sự tử tế của họ trong tâm trí mình lúc này á, đó là một sự tử tế. Và nó chắc chắn là nó nằm sâu trong trái tim của mình rồi. Những cái câu hỏi đặt ra ở đây mình muốn gửi đến các bạn là làm sao đó để chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta làm cái nào đó để chúng ta ở trong tâm trí của một người khác. Cái câu hỏi mình đặt ra đó. Và một cái câu hỏi khác mình cũng đặt ra ở đây là vậy là một người kinh doanh thì làm sao để chúng ta có trong tâm trí của khách hàng? Đúng không? Một người làm kinh doanh mà chúng ta luôn ở trong tâm trí khách hàng thì cái điều này nó rất là tuyệt vời. Hoặc là một câu hỏi khác, làm gì để nhân viên yêu quý chúng ta? Làm gì để chúng ta trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời? Thông qua đó mình hỏi các bạn những cái câu hỏi đó. Làm gì để chúng ta trở thành những đối tác tuyệt vời? Làm gì để chúng ta trở thành người vợ, người làm bố, người làm chồng tuyệt vời trong gia đình? Các bạn không? Và đó nó thể hiện là để làm được cái điều này, để làm được cái sự sống mãi này thì chúng ta cần có một cái gì, một cái cuộc sống, một cái tình cảm chân tình và tử tế, chân tình đến sâu thẳm luôn. Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái sự ảnh hưởng, cái người bạn mà đến với mình có một cái sự chân thành, một cái sự tử tế thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó nó đi sâu vào phía bên trong mình, hay mình gọi đó là một cái di sản về tinh thần. Vậy thì vì sao mình gọi đó là di sản? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đã là di sản thì nó không có kết thúc cùng bạn. Bạn hiểu ra điều này chưa? Nó không có kết thúc cùng với chúng ta. Nghĩa là khi bạn không còn sống trên thế gian này nữa thì nó vẫn cứ còn. Bạn hiểu ra cái từ di sản không ạ? Nó vẫn còn mãi trên thế gian này, nó không có mất đi theo bạn. Thì cái đó mới gọi là cái di sản. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta phải cần hiểu cái điều này? Các bạn vô hiểu điều này để làm gì? Hiểu điều này để ta sống nó tuyệt vời hơn. Chúng ta sống nó tốt hơn. Chúng ta sống nó tử tế hơn.
chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cái người làm kinh doanh á, mà biết được điều này á, thì tự nhiên chúng ta làm kinh doanh nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thay vì chúng ta tập trung vào cái gì ạ? Thay vì chúng ta tập trung vào cái cuộc sống sợ sệt, sợ sai lầm, sợ thất bại, rồi chúng ta không có còn thời gian đâu để chúng ta tập trung vào cái sự tử tế nữa. Các bạn ra, các bạn nên nhớ ra một cái này. Tập trung vào dành tình cảm cho nhân viên, tập trung vào cho khách hàng, tập trung vào cho gia đình của mình, tập trung làm cho xã hội nó tốt hơn. Thật sự, các bạn thử liệt kê ra đi, toàn bộ những việc đó nó chiếm hết thời gian của bạn, bạn không đủ thời gian để làm những điều tốt đó luôn. Vậy thì mình hỏi các bạn, thời gian đâu mà suy nghĩ tới sợ và sai lầm? Và một điều mình muốn gửi đến các bạn cái chỗ này nè, ai rồi cũng chết, nên chúng ta sợ chết làm gì? Bạn trước sau gì bạn cũng chết đó, bạn có nhận ra điều nào à? Vậy chúng ta sợ chết làm gì? Đây những người cứ vậy, cứ suốt ngày sợ, lo sợ, nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng chết. Chính vì yếu tố đó mà chúng ta phải gì à? Phải sống và cống hiến hơn, và đừng có sợ chết mà tập trung sống tử tế. Và khi mà bạn sống tử tế thì tự nhiên bạn sống mãi. Bạn có nhận ra điều này, bạn sẽ chết, bạn sẽ chết thật. Khi mà bạn lìa khỏi đó này, chả ai nhớ để bạn. Và hãy tìm một cái gì đó để chúng ta để di sản này, để di sản về một cái tình cảm, một cái tình yêu thương, một cái sự chân thành. Bản thân mình cũng tập trung mà để cái di sản. Các bạn thấy trên bàn mình có hai quyển sách. Cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình là quyển sách đầu tay. Quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Trong cái lý do mình trong cái lý do mình ba lý do mình nói mình để cái quyển sách này nè, mình cứ ghi ra ở đây nè, mình nói ba cái lý do này để mình viết ra cái quyển sách này nè. Thì cái lý do mình có ghi lại nè, tôi muốn truyền lại thế hệ sau tôi nguồn năng lượng tôi có được, cũng như năm tháng tôi tích lũy, mỗi câu chuyện, mỗi chương sách, mỗi đề mục là bài học cho những ai khao khát trên con đường muốn có nghiệp bằng tay trắng. Các bạn dùng ra điều này. Cái lý do thứ nhất của mình là mình nói là tôi không muốn những gì tôi từng trải nghiệm trong cuộc sống này và trên con đường làm kinh doanh, lãnh đạo theo tôi xuống lòng đất. Khi tôi ra đi thì quyển sách này còn mãi mãi trên thế gian và nó là nguồn cảm hứng cho ai có duyên gặp được. Các bạn dùng ra điều này chưa? Mình quyết định mình để lại cái này trên thế gian này. Nó không có kết thúc cùng mình. Và sau đó thì mình cũng quyết định mình dịch cái quyển này ra cái bản tiếng Anh. Các bạn bị dân đồ quay và chắc chắn là một nó sẽ lan tỏa đi khắp thế giới cho những người biết tới thế giới tiếng Anh. Còn tiếng Trung, tiếng Hoa nữa sau này mình sẽ lên cái hạch tiếp theo, tức là nó không có kết thúc cùng mình. Vậy cái câu hỏi đặt ra là bạn đã dành thời gian sống cho gia đình mình chưa, sống cho vợ con của mình chưa, sống cho khách hàng của mình chưa, hay là bạn chỉ lo sợ sệt, lo này lo kia mà chừng cuối cùng rồi không đủ thời gian để làm những cái việc ý nghĩa này. Dĩ nhiên cái câu chuyện này nó làm cho bạn suy nghĩ rất là nhiều, và một thời gian nữa bạn mới chuyển đổi được. Cái hôm nay là chỉ cái gieo vào đầu của các bạn thôi. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi những đoạn video của mình, và các bạn nhớ bấm nút đăng ký nhé. Chào các bạn.